chào mừng bạn quay trở lại với Điều Không Tưởng. Hầu như không thể nào hình dung nổi về một người nào đó có thể đi ra khỏi hệ mặt trời trong cuộc đời của mình vì kích cỡ mênh mông của nó. Nhưng ở quy mô của vũ trụ nhìn thấy thì hệ mặt trời lại nhỏ bé và tầm thường đến mức không tưởng nổi. Nếu không có sự sống ở nơi nào khác ngoài trái đất ra thì vũ trụ dường như là một vật thể lớn đến mức vô lý nếu như sự sống là mục tiêu chính của nó. Ngoài mặt trăng và một số hành tinh, chúng ta còn có thể nhìn thấy hàng nghìn ngôi sao với đôi mắt trần. Đa số những ngôi sao này giống với mặt trời của chúng ta, nhưng mờ hơn nhiều vì chúng ở quá xa chúng ta. Vậy khoảng cách đến những ngôi sao gần nhất là bao nhiêu? Câu trả lời là chừng 2 triệu lần khoảng cách đến mặt trời. Vì thế, trong khi chúng ta có thể đi tới mặt trời trong 20 năm với tốc độ của máy bay chở khách, vậy để đi tới ngôi sao gần nhất trong 20 năm đòi hỏi một tốc độ nhanh gấp 2 triệu lần. Một phép tính nhanh cho biết tốc độ này tăng từ 600 dặm mỗi giờ lên 35.000 dặm mỗi giây. Để so sánh, tốc độ của ánh sáng là khoảng 180.000 dặm mỗi giây. Điều này có nghĩa là chiếc máy bay tưởng tượng của chúng ta thích hợp là nên chuyển sang gọi là phi thuyền vũ trụ, phải chuyển động ở tốc độ bằng 1/5 tốc độ ánh sáng để đi tới ngôi sao gần nhất trong 20 năm. Ở đây chúng ta thấy những hạn chế đối với khả năng đi lại, không chỉ trong quãng đời của chúng ta, mà là cái dường như là mãi mãi. Theo lý thuyết tương đối, không có lý do gì để nghi ngờ, không có cái gì có thể chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Cho nên, nếu tuổi thọ của con người được tăng thêm nhờ những tiến bộ y khoa và lên tới 200 năm, hoặc thậm chí 1.000 năm, thì trong một đời người vẫn không thể đi xa hơn vài trăm lần khoảng cách đến ngôi sao gần nhất. Vì thế, dường như chẳng có cách nào rời khỏi thiên hà đặc biệt của chúng ta, gọi là dải ngân hà, tên gọi xuất phát từ diện mạo của nó trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, có hai chỗ hở trong lập luận này. Thứ nhất, theo thuyết tương đối, thời gian trôi chậm đi khi vật chuyển động ở gần tốc độ ánh sáng. Thứ hai, người ta có thể nghĩ ra một phương pháp đông lạnh nào đó để làm chậm tốc độ của sự sống và tăng đáng kể tuổi thọ của con người. Cho dẫu vậy, việc đi ra khỏi thiên hà của chúng ta dường như mãi mãi là không thể, và vũ trụ học có thể vẫn chỉ là một môn thể thao có khán giả xem mà thôi. Hồi 100 năm trước, người ta thường tin rằng vũ trụ chỉ gồm có dải ngân hà. Kích cỡ thiên hà của chúng ta chỉ bằng 10.000 lần khoảng cách đến ngôi sao gần nhất và bằng 200.000 lần khoảng cách đến mặt trời. Do đó, kích cỡ thiên hà là bằng 2 tỷ lần khoảng cách trái đất đến mặt trời. Kích cỡ của thiên hà có vẻ tương đối độc lập với thời gian, và vì không biết vũ trụ to lớn hơn nhiều so với chỉ một thiên hà, nên trước thập niên 1920, người ta tin rằng bản thân vũ trụ là tĩnh tại, không đang giãn ra cũng không đang co lại. Khi thuyết tương đối tổng quát được đề xuất vào năm 1915, tình trạng hiểu biết dựa trên quan trắc như thế này đã gây trở ngại đối với cái có thể dự đoán, đó là sự giãn nở tổng thể của vũ trụ. Sự giãn nở này là một đặc điểm quan trọng của vũ trụ và sẽ dẫn chúng ta tới kết luận rằng nó có một sự khởi đầu rõ ràng, trở thành một sự lựa chọn bởi những quan sát muộn hơn sau này, trong thập niên 1920. Vũ trụ nhìn thấy hóa ra khoảng chừng bằng 400.000 lần kích cỡ của dải ngân hà, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây. Nghĩa là, không chỉ hệ mặt trời có kích cỡ có thể bỏ qua so với toàn vũ trụ, mà cả dải ngân hà cũng thế. Thật vậy, trong vũ trụ học lý thuyết, các thiên hà được xem là những hạt điểm. Và cuộc chạy đua của nhân loại có thể bị hạn chế mãi mãi bên trong một trong những điểm này. Chúng ta đã thấy rằng, kích cỡ của thiên hà là lớn hơn khủng khiếp, gấp hàng tỷ lần khoảng cách đến mặt trời. Và rồi vũ trụ nhìn thấy còn lớn hơn nhiều so với một thiên hà. Vậy nên để nghiên cứu vũ trụ, mỗi thiên hà có thể xem là một cái chấm bên trong nó. Không cần dùng quá nhiều lời, so sánh này đủ để bạn hình dung vũ trụ nhìn thấy to lớn dương nào. Vậy làm thế nào chúng ta biết được sự giãn nở hiện nay có một sự khởi đầu đâu đó chừng 14 tỷ năm về trước? Như đã nói, kích cỡ của dải ngân hà đã không nở ra, cho dù chỉ một bậc độ lớn, kể từ khi nó hình thành hồi 10 tỷ năm về trước.
Bên trong dải ngân hà, mặt trời và hệ mặt trời xuất hiện khoảng 5 tỷ năm trước. Trái đất thì hơi trẻ hơn một chút, khoảng 4 tỷ rưỡi năm tuổi. Thời điểm mà sự sắp xếp chung của mặt trời và các hành tinh trong hệ mặt trời không có sự thay đổi đáng kể là trong vài tỷ năm gần đây. Trong thời gian đó, chúng ta có thể xem thiên hà và cái chứa bên trong của nó có kích cỡ không đổi. Một khám phá thật sự bất ngờ xuất hiện khi chúng ta nghiên cứu cũng câu hỏi trên cho toàn bộ vũ trụ, bao gồm hàng trăm nghìn tỷ thiên hà bên ngoài dải ngân hà. Vấn đề là chuyển động tương đối tiêu biểu của chúng so với thiên hà của chúng ta là bao nhiêu. Ở đây, quan trọng là nên hiểu một hiện tượng vật lý nổi tiếng gọi là hiệu ứng Doppler. Nó là một hiệu ứng quen thuộc đối với âm thanh hơn là với ánh sáng. Khi đoàn tàu thổi còi và đi qua người nghe, thì âm của tiếng còi rơi từ nốt cao xuống nốt thấp. Thật vậy, không chỉ tiếng còi, mà toàn bộ âm thanh của đoàn tàu đều biểu hiện hiệu ứng Doppler như nhau. Tại sao lại xảy ra như vậy? Đó là vì chuyển động của đoàn tàu về phía người nghe làm nén sóng âm thành bước sóng ngắn hơn và do vận tốc của âm thanh không thay đổi, nhưng tần số cao hơn. Tương tự, khi đoàn tàu chuyển động ra xa, thì sóng âm bị kéo giãn ra và tần số giảm đi. Tiếng đoàn tàu đang đứng yên sẽ nằm giữa hai tiếng đoàn tàu đang tiến đến gần và lùi ra xa. Sự dịch chuyển tần số có thể tính được dễ dàng theo tỷ số tốc độ của đoàn tàu và tốc độ của âm thanh. Hiệu ứng Doppler cũng xảy ra với ánh sáng. Nếu một thiên hà đang tiến gần đến thiên hà của chúng ta, thì ánh sáng của nó xuất hiện với tần số cao hơn. Đối với phổ nhìn thấy, tần số cao nhất là đối với ánh sáng xanh, nên chúng ta có thể nói ánh sáng đó bị lệch xanh. Mặt khác, nếu thiên hà đang lùi ra xa thiên hà của chúng ta, thì ánh sáng của nó bị dịch xuống tần số thấp hơn và bị lệch đỏ về phía đầu đỏ hay đầu tần số thấp nhất của phổ nhìn thấy. Thật vậy, cái được quan sát là các vạch phổ của ánh sáng phát ra từ những nguyên tử đã biết và có tần số được biết chính xác trên trái đất này. Nếu tất cả các vạch phổ bị lệch có hệ thống về phía đầu xanh, thì thiên hà chứa những nguyên tử này đang tiến đến gần dải ngân hà. Nếu chúng lệch về phía đầu đỏ, thì nó đang lùi ra xa chúng ta. Hiện tượng này có thể biểu diễn chính xác bằng một biểu thức toán học cho sự dịch chuyển tần số với tốc độ tiến đến gần hay lùi ra xa bằng một phần của tốc độ ánh sáng. Khi hiện tượng này được nghiên cứu với một số lượng lớn thiên hà, cái người ta có thể trông đợi là chừng một nửa bị lệch xanh và một nửa bị lệch đỏ nếu như toàn bộ vũ trụ là tĩnh tại và các thiên hà đang chuyển động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, cái quan sát thấy được trước sự bất ngờ của Hubble và Einstein vào năm 1929 là hầu như mọi thiên hà đều bị lệch đỏ, ngoại trừ một vài thiên hà láng giềng gần gũi của chúng ta như thiên hà Andromeda. Toàn bộ hàng trăm nghìn thiên hà ở xa đều đang lùi ra xa chúng ta. Điều này có nghĩa là toàn bộ vũ trụ đang giãn nở và các thiên hà đang chuyển động ra xa chúng ta. Hiện tượng này được gọi là sự giãn nở Hubble. Câu hỏi quan trọng tiếp theo là vận tốc lùi ra xa phụ thuộc như thế nào vào khoảng cách của thiên hà đó đến dải ngân hà. Các thiên hà có thể phân thành những loại như xoắn ốc, elip hoặc không hình dạng cụ thể, và toàn bộ ánh sáng phát ra có thể giả sử là đồng đều bên trong từng loại. Nhưng độ sáng biểu kiến của chúng trên trái đất phụ thuộc vào khoảng cách và không tuân theo định luật nghịch đảo bình phương. Vì thế, độ sáng biểu kiến đó có thể biến đổi thành một khoảng cách. Khi so sánh vận tốc lùi ra xa với khoảng cách, thì một quy tắc rất quan trọng xuất hiện. Đây là một khám phá đáng kể nhất trong vũ trụ học. Nó được gọi là định luật Hubble, phát biểu rằng vận tốc lùi ra xa tỷ lệ với khoảng cách, tỷ số của vận tốc và khoảng cách, do đó là một hằng số, tức là tham số Hubble. Giá trị của nó hết sức khó đo, nhưng ngày nay chúng ta thật sự biết nó là gần 70, với sai số 10% theo những đơn vị nhất định. Những đơn vị này không cần thiết đối với đa số mọi người. Nó là km trên giây, trên megaparsec. Trong đó, 1 megaparsec là quãng đường ánh sáng truyền đi trong khoảng 3 triệu năm. Để dễ hiểu, nó có nghĩa là trong khu vực 3 triệu năm ánh sáng, vũ trụ giãn thêm ra khoảng 70 km mỗi giây.
Làm thế nào định luật này cho chúng ta biết pha giãn nở hiện nay đã bắt đầu khi nào? Điều này đòi hỏi sử dụng các phương trình của thuyết tương đối tổng quát cùng với hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là vũ trụ ở quy mô lớn là như nhau, tính trung bình trong mỗi một trong ba chiều không gian. Tính chất này được gọi là đẳng hướng và được ủng hộ bởi những quan sát xác nhận trong vũ trụ không tồn tại một hướng ưu tiên nào cả. Giả thuyết thứ hai là tính trung bình, mọi vị trí trong vũ trụ là tương đương nhau. Điều này có nghĩa trong tất cả các thiên hà, nhà quan sát sẽ thấy sự lùi xa của những thiên hà khác theo định luật Hubble. Giả thuyết này được gọi là tính đồng nhất. Kết hợp của hai giả thuyết này, đẳng hướng và đồng nhất, được gọi là nguyên lý vũ trụ học. Việc kết hợp nguyên lý vũ trụ học với thuyết tương đối tổng quát làm phát sinh một phương trình toán học mang tên người phát minh ra nó là phương trình Feynman, mô tả đặc trưng sự giãn nở của vũ trụ theo một hệ số tỷ lệ là một hàm của thời gian và định rõ khoảng cách tiêu biểu giữa các thiên hà. Đưa vào tham số Hubble và thành phần đã biết hiện nay của vũ trụ cho phép chúng ta tính ra cỡ quy mô cho mọi thời điểm trong quá khứ. Nhân tiện, lưu ý rằng chúng ta không thể tính như vậy cho những thời điểm tương lai một cách chắc chắn, vì chúng ta không biết chắc chắn thành phần của vũ trụ sẽ tiến triển như thế nào trong tương lai. Đối với quá khứ, chúng ta có sự chắc chắn khá tốt và chúng ta tìm thấy một kết luận bất ngờ. Nếu cho chạy ngược, vũ trụ sẽ co lại. Điều đó được nhìn nhận trên phương diện toán học là co lại thành một điểm tại một thời điểm rõ ràng trong quá khứ. Tại thời điểm đó, vũ trụ có thể đã bắt đầu trong một vụ nổ hết sức khủng khiếp, gọi là Big Bang. Sự giãn nở hiện nay của vũ trụ dường như có một sự bắt đầu và chúng ta biết rõ nó xảy ra khi nào. Đó là khoảng 13,7 tỷ năm trước, sớm hoặc muộn chừng 200 triệu năm. Có một trở ngại nghiêm trọng đối với việc ngoại suy phương trình Feynman ngược dòng thời gian, đó là khi ngoại suy về khoảng 13,7 tỷ năm trước, phương trình trở thành kỳ dị. Mật độ và nhiệt độ trở nên vô hạn và lý thuyết tương đối tổng quát cổ điển bị phá vỡ. Như vậy Big Bang, cái tên mới đặt trong thời gian gần đây, là điểm kỳ dị ban đầu của những nhà nghiên cứu buổi đầu thuộc thập niên 1920 và 1930. Trong lý thuyết trên, chúng ta biết Big Bang là cái nên tránh. Một phản ứng thường gặp là viện dẫn cơ học lượng tử. Từ những hằng số cơ bản, tốc độ ánh sáng, hằng số hấp dẫn Newton và hằng số Planck, người ta có thể xây dựng một thời gian gọi là thời gian Planck. Đó là một phần nhỏ xíu của một giây. Nó tượng trưng cho một đơn vị thời gian nhỏ nhất mà người ta có thể tưởng tượng được. Người ta có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn như thế sau Big Bang, lý thuyết tương đối tổng quát cổ điển phải bị phá vỡ. Sự hấp dẫn lượng tử phải giữ một vai trò nào đó, nhưng cho đến nay, chưa có một lý thuyết nào hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên người ta có thể cho rằng cơ học lượng tử là lối thoát. Thật vậy, toàn bộ một lĩnh vực gọi là vũ trụ học lượng tử đã được xây dựng dựa trên một quan niệm như thế. Trong video này, chúng ta sẽ không đòi hỏi cơ học lượng tử theo kiểu như vậy, mà sẽ khảo sát xem Big Bang có thể tránh được hay không trong một khuôn khổ cổ điển thuần túy. Trước khi tiếp tục, có một dài thoại vui về xuất xứ của cái tên gọi Big Bang dường như có thể mô tả sự bắt đầu của vũ trụ. Trước khi kịch bản chúng ta vừa mô tả được xác nhận chắc chắn, một lý thuyết cạnh tranh là lý thuyết trạng thái ổn định, cho rằng bất chấp sự giãn nở Hubble, vẫn có một trạng thái ổn định và không có sự bắt đầu vì sự liên tục sinh ra tự phát của những thiên hà mới. Cái tên Big Bang được đặt ra bởi một nhân vật hàng đầu của lý thuyết trạng thái ổn định là một cái tên chế nhạo dành cho lý thuyết kinh địch. Thật đáng tiếc cho Hoyle, chính lý thuyết Big Bang chứ không phải quan điểm của ông mới được những phép đo sau đó xác thực. Có một quan điểm khác về Big Bang, trong đó tuổi của vũ trụ cũng là vô hạn. Quá trình Big Bang, theo quan điểm đó, là cái xảy ra tuần hoàn, thật sự vô hạn, mang lại một số vô hạn những vũ trụ khác nhau, trong đó vũ trụ mà chúng ta nhận thức chỉ là một. Về mặt kỹ thuật, lý thuyết này được gọi là sự lạm phát vĩnh viễn và vũ trụ thu được trở thành một đa vũ trụ vì những lý do rõ ràng. Thật khó, nếu không nói là không thể,
để kiểm tra sự lạm phát vĩnh viễn, vì những vũ trụ khác dường như sẽ mãi mãi ẩn mình trước tầm nhìn của chúng ta. Cơ hội tốt nhất mà chúng ta có thể là thực hiện một phép xử lý xác suất của đa vũ trụ để ước tính xác suất của vũ trụ mà chúng ta quan sát có những tính chất mà nó có theo những thành phần cơ bản hay những viên gạch cấu trúc của nó. Một số nghiên cứu thật sự đang theo đuổi theo hướng này. Trong video này, chúng ta sẽ giả sử sự bắt đầu của kỷ nguyên giãn nở hiện nay đã xảy ra chừng 14 tỷ năm trước và sau đó là một thời kỳ lạm phát giãn nở nhanh. Thời kỳ lạm phát đó giải thích hai loại tính phản khác thường đã quan sát thấy. Chúng ta biết rằng có một sự đồng đều nhiệt độ đến 1/100.000 trong vũ trụ khi nó chỉ mới 4.000 năm tuổi. Rồi có một lần cận của mật độ quan sát thấy của vũ trụ đến một giá trị đặc biệt gọi là mật độ tới hạn, mà nếu không có sự lạm phát sẽ đòi hỏi có sự can thiệp siêu nhiên trong vũ trụ sơ khai. Sự lạm phát ngày nay xuất hiện trong hầu như mọi lý thuyết vũ trụ học ở dạng này hoặc dạng khác. Nó có thể giải thích những tính chất phản, nếu không sẽ khó hiểu của vũ trụ. Mặt khác, thật hết sức khó thực hiện những phép đo trực tiếp nhạy với một thời kỳ sớm như vậy, thời kỳ lạm phát xảy ra, thậm chí còn sớm hơn 1/1000 tỷ của một giây sau Big Bang. Những quan sát thông thường sử dụng bức xạ điện từ chỉ đi ngược đến vài trăm nghìn năm sau Big Bang, đủ gần để cho chúng ta nghiên cứu sự lạm phát. Các nghiên cứu sự dồi dào của những nguyên tố nhẹ như helium và hydro khảo sát gián tiếp ngược đến thời điểm vũ trụ một giây sau Big Bang. Các phép đo thiên văn học neutrino có khả năng khảo sát trực tiếp một thời kỳ ngang như vậy. Cơ hội duy nhất quan sát trực tiếp thời kỳ lạm phát xuất hiện sẽ là bằng bức xạ hấp dẫn, những con sóng sinh ra bởi những trường hấp dẫn mạnh trong vũ trụ sơ khai. Khả năng quan sát bức xạ như thế phụ thuộc vào sự lạm phát xảy ra sớm bao nhiêu, càng sớm thì càng dễ phát hiện. Đối với sự lạm phát muộn, có vẻ hiện nay không thể phát hiện ra những sóng hấp dẫn như thế. Từ hiện nay là cần thiết, vì công nghệ sẽ phát triển và thiết bị khoa học vào cuối thế kỷ 21 sẽ cho phép những gì thì thật khó mà đoán trước được. Đó là một bài học rút ra từ lịch sử vật lý, tuyên bố một cái gì đó là không thể, là một dự đoán nguy hiểm. Người ta có thể hỏi cái gì đã diễn ra trước Big Bang nếu như nó thật sự xảy ra. Câu hỏi nằm ngoài phạm vi nghiên cứu khoa học và đơn giản hơn là hãy giả sử thời gian bắt đầu từ khi đó. Những lý thuyết rất tham vọng và mang tính suy đoán, nói về những thời gian trước đó, sử dụng những quan điểm như lưỡng tính T trong lý thuyết dây hoặc sự lạm phát vĩnh viễn với hệ quả đa vũ trụ của nó. Nếu những lý thuyết như vậy trở nên có thể kiểm tra và làm sáng tỏ cơ sở vật lý của vũ trụ của chúng ta, thì chúng phải được xem xét rất nghiêm túc trong một ngưỡng khả năng ứng dụng rộng rãi hơn. Hiện nay, những ý tưởng như thế vẫn mang tính suy đoán. Một câu hỏi nữa chúng ta sẽ giải quyết trong xuyên suốt chuỗi video này là cái gì sẽ xảy ra với vũ trụ trong tương lai? Câu hỏi này khó trả lời hơn câu hỏi về quá khứ và phụ thuộc nhiều vào những tính chất của năng lượng tối mới được khám phá, chiếm khoảng 3/4 tổng mật độ năng lượng của vũ trụ. Về không gian, người ta cũng sẽ hỏi một câu tương tự, giống như thời gian đã qua, nó có giới hạn về quy mô hay không? Liệu có khả năng bằng cách tiếp tục đi theo đường thẳng, sau một thời gian và quãng đường hữu hạn, sẽ gặp lại điểm xuất phát do dạng hình học khác thường của không gian? Không có bằng chứng thuyết phục nào cho khả năng này, mặc dù những dữ liệu nhất định về bức xạ nền vi sóng vũ trụ có thể xem là ủng hộ một giả thuyết như thế. Những lời giải thích khác cho dữ liệu đó xuất phát từ những lập luận về biến trạng vũ trụ hay những biến dạng nhỏ trong thế lạm phát giả thuyết, nên trường hợp dạng hình học không gian khác lạ là không đủ mạnh. Nếu có dạng hình học khác lạ, thì nó có thể thuộc một trong ba loại. Độ cong dương tương ứng với một vũ trụ kín, độ cong âm tương ứng với một vũ trụ mở và một dạng hình học phẳng, không có độ cong, được tiên đoán bởi sự lạm phát. Những tính chất cục bộ trong một vũ trụ như thế thỏa mãn các phương trình thuyết tương đối tổng quát, giống như trường hợp không gian vô hạn có hình dạng bình thường. Quan niệm dạng hình học khác lạ của không gian cần thiết đưa vào ít nhất một độ dài cơ bản, phù hợp với dữ liệu quan sát, phải có thể sánh với bán kính của chân trời nhìn thấy
của một vài gigapascal. Một câu hỏi thường gặp ở những người không chuyên vật lý là vũ trụ giãn nở vào cái gì hay cái gì nằm bên ngoài vũ trụ? Chúng ta hãy thử đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Nếu câu trả lời không rõ ràng, thì chỉ vì những hạn chế đối với trí tưởng tượng của con người. Tất cả chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra 3 chiều không gian, nhưng tưởng tượng 4 chiều thì hết sức khó khăn. Thật không may, đa diện không thời gian của vũ trụ là có 4 chiều, và điều này lý giải tại sao câu hỏi trên tự nhiên phát sinh, và tại sao câu trả lời lại khó nắm bắt. Nếu chúng ta giảm đi một chiều, thì có một số tình huống tương tự, rất dễ nắm bắt. Lấy một quả khí cầu, có những vết đốm trên bề mặt là biểu diễn các thiên hà. Khi thời gian trôi qua, chúng ta bơm căng quả khí cầu và các vết đốm tách ra xa nhau giống như sự giãn nở của vũ trụ. Giờ thì một sinh vật hai chiều sống trên bề mặt quả khí cầu có thể hỏi, không gian hai chiều này đang giãn vào cái gì? Câu trả lời là không có cái gì bên ngoài bề mặt hai chiều đó, vì rõ ràng nó là một mặt khép kín không có biên giới. Tương tự như vậy, không gian ba chiều của vũ trụ của chúng ta không có biên giới và sẽ không có cái gì gọi là bên ngoài vũ trụ cả. Trong số nhiều câu hỏi thú vị mà cho đến nay chưa được trả lời, thì câu hỏi về sự bắt đầu của sự giãn nở hiện nay trong quá khứ 13,7 tỷ năm về trước có vẻ đã được giải quyết. Bản thân sự giãn nở đó chỉ được chấp nhận rộng rãi vào năm 1965 là kết quả của việc khám phá ra tàn dư bức xạ nền vũ trụ. Tính không chắc chắn của kịch bản tương lai cho vũ trụ phần nhiều nằm ở những nghiên cứu là hệ quả của sự khám phá ra năng lượng tối năm 1998. Như vậy, chúng ta đang sống trong thời kỳ nghiên cứu rất sôi nổi về vấn đề này. Việc xác định một thời gian hữu hạn của sự giãn nở hiện nay là khoảng 14 tỷ năm, rõ ràng có tầm quan trọng cơ bản, tương đương với việc một quy mô không gian hữu hạn cho vũ trụ. Không có bằng chứng thuyết phục tuyệt đối cho một quan niệm như thế, mặc dù một số dữ liệu từ phân tích WMAP của bức xạ nền vũ trụ, nhất là giá trị nhỏ của những đa cực thấp, đã được hiểu là gợi ý của kích cỡ hữu hạn và dạng hình học khác thường. Chắc chắn những khám phá vũ trụ học này sẽ làm thay đổi bức tranh của chúng ta về lịch sử của chúng ta. Khi chúng ta nói về tuổi của vũ trụ, điều quan trọng là chúng ta sử dụng một thời gian tuyến tính, chứ không phải thời gian logarit. Trong thời gian logarit, tuổi của vũ trụ trở nên vô hạn. Nhưng sự khác biệt có thể nhìn thấy rõ hơn một ví dụ cụ thể. Giả sử chúng ta gom toàn bộ lịch sử vũ trụ, gồm 14 tỷ năm vào một ngày 24 giờ, bắt đầu và kết thúc lúc nửa đêm. Trước tiên, chúng ta sử dụng thời gian tuyến tính. Sự tổng hợp hạt nhân xảy ra vào lúc chỉ 1/1000 tỷ của một giây sau nửa đêm. Sự tái kết hợp và mặt tán xạ cuối cùng là 3 giây sau đó. Sự hình thành thiên hà bắt đầu lúc khoảng 1 giờ 40 phút sáng. Mặt trời được tạo ra vào khoảng 4 giờ chiều và Julius Caesar xâm lược xứ Gaul vào lúc khoảng 1% của một giây trước nửa đêm. Nhưng nếu chúng ta lập bản đồ lịch sử này, dùng thời gian logarit bắt đầu tại thời điểm Planck, vì lúc này chúng ta phải bắt đầu tại một thời điểm hữu hạn trong quá khứ, tức là thời gian phải có sau Big Bang, nên chúng ta sẽ bắt đầu từ khoảng thời gian nhỏ nhất sau Big Bang, thời điểm Planck. Với thời gian logarit, thì sự xuất hiện của những sự kiện chính trông hoàn toàn khác biệt. Sự tổng hợp hạt nhân phải chờ đến 5 giờ chiều, sự tái kết hợp và mặt tán xạ cuối cùng là khoảng 10 giờ tối. Sự hình thành thiên hà bắt đầu lúc 11 giờ 25 phút tối. Mặt trời ra đời lúc khoảng 11 giờ 48 phút tối và Julius Caesar giờ xuất hiện lúc chỉ 1/1000 tỷ của một giây trước nửa đêm. Ví dụ này minh họa việc sử dụng thời gian tuyến tính trong vũ trụ học ảnh hưởng như thế nào đến khoảng cách tương đối của những sự kiện liên tiếp. Từ quan điểm vật lý học cơ bản, cái xảy ra trong giây đầu tiên của Big Bang nhiều hơn cái xảy ra trong 14 tỷ năm sau đó. Nhưng đó là thời gian tuyến tính. Với nó, chúng ta đã quen thuộc trong việc đo những sự kiện hàng ngày. Thời gian đó kể từ Big Bang thật sự có một giá trị hữu hạn 13,7 tỷ năm. Nhiều nhà khoa học khác cũng giải thích rõ ràng kỳ dị ban đầu của phương trình Feynman bằng một viện dẫn cơ học lượng tử và hấp dẫn lượng tử. Việc không có một lý thuyết thỏa mãn hoàn toàn hấp dẫn lượng tử
có thể tác dụng như một cái chìa khóa bảo an nữa cho những nhà khoa học ấy, vì chẳng có ai có thể bác bẻ lập luận như thế. Tuy nhiên, những nỗ lực mang tính thăm dò đối với sự hấp dẫn lượng tử cũng gặp khó khăn. Khái niệm hàm sóng của vũ trụ, như đã sử dụng trong vũ trụ học lượng tử, còn mơ hồ vì một số nguyên do, không phải chỉ vì người quan sát là ở bên trong hệ. Thời gian Planck là ngắn hơn nhiều so với thời gian được trông đợi trôi qua giữa lúc Big Bang và lúc khởi đầu lạm phát. Việc giải thích cặn kẽ kỳ dị ban đầu bằng các lập luận cơ lượng tử chỉ hữu ích khi không còn cách nào khác tốt hơn nữa. Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu sáng tạo ra một mô hình vũ trụ trong đó mật độ và nhiệt độ không bao giờ vô hạn. Mô hình này ngăn ngừa Big Bang và thay nó bằng một bức tranh thời gian khác, trong đó thời gian không bao giờ bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Mô hình này trái ngược với mô hình vũ trụ học chính thống, trong đó thời gian bắt đầu lúc Big Bang và không bao giờ kết thúc trong một sự giãn nở vô cùng vô tận. Sự tồn tại của những mô hình đáng tin cậy khác hiện nay khiến quan niệm Big Bang đang dần kém tin cậy. Cảm ơn vì đã xem. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.